Anh ơi, em tới trường học Văn Thân rồi nè. Rồi rồi, ok, lấy chạy ra con. Trường học Văn Thân em có hàng loại nó chạy xe ra, anh cho em cái bình thở liền. Đưa bình thôi ha anh. Dạ. Đưa bình thôi đúng không? Dạ. Anh có vô hướng dẫn người ta là đặt bình không? Tại anh kêu đưa bình. Hướng dẫn giùm em đi. Tại ở đây dân người ta khổ, người ta không biết phải giữ không. Rồi, tại anh có đi hẳn cho. Dạ, người ta vô luôn con. Dạ, người ta vô ta hướng dẫn luôn con. Hello, xin chào quý khán giả đã quay lại với hội truyền nguyện BDS. Thì hiện tại là giờ là 10:52, kém 8 phút nữa là 11 giờ của ngày 5 tháng 8 năm 2021. Đó thì chiều giờ thì con với Tầm Phi đây cũng 3 ca rồi, ca là ca thứ 4. Thì tiếp tục vận chuyển những bình sữa cho bệnh nhân nha cả nhà. Thì hiện tại hai anh em đang có mặt tại quận 6 đường Văn Thân đúng không anh Phi? Đúng rồi. Bây giờ hai anh em đang đợi ở bên trong ngôi nhà ra rồi chắc đường hai anh em vô ở nhà. Rồi. Đây. Bây giờ chỉ là đứng ngay cái trường học Văn Thân rồi nè. Trong bay ha, trong bay anh Phi ơi, chạy theo chú. Hẻm chẳng bự lắm, bự lắm hay chứ, chạy vô được đó. Hẻm chẳng bự lắm, xe này chạy vô được chứ, xe tải vô được mà. Rồi ok rồi, giờ chú dẫn đường cho hai anh em tụi con vô tại chú nói rồi, trong đó là không biết gì thì hai anh em cũng vô chỉ lắp nha cả nhà. Nói đường thì xe tải vô được, thì xe cấp cứu vô được. Đây là bến Đình An. Đó, hiện tại tụi con đang tiến hành vô nha cả nhà. Rồi những cái xe hơi rồi. Bán sữa đêm khuya anh Tự Thiên chưa ăn gì luôn á, thế nào thì trong ca này thì mấy anh em sẽ quay về hội kiếm gì thổ bụng rồi đi bán sữa tiếp. Quận 6 đó, thì trong lúc mà tụi con hỗ trợ ca Thu Dung á, Thu Dung 6 á, thì sẽ báo lên group á, là xe 02 nhận ca luôn đó, thì tụi con chạy qua tụi con nhận ca luôn. Chú là cái gì? Hả? Chú là em. Ừ. Bệnh lớn nhỏ? Khoảng năm mấy à? Khoảng năm 4, 5, 5 à? Không, mới là mệt. Ừ, mới là mệt rồi chiều giờ hả? Có bị dương tính với Covid không? Không, tại vì trong nhà không à, từ lúc cấm tới giờ là ở nhà không đi đâu hết á. Tại vì ổng có bệnh tim rồi đó. Bệnh nền đúng không? Bệnh nền trong tim, bệnh tim á.
giờ ổng nghe mấy người ta bị mắc rồi nè, giờ ổng quan mai vậy thôi chứ ổng đâu có bị gì. Ai đó anh? Có nhà đó á. À, đội tới ông anh luôn, ông anh đó. Tê chú ở nhà. Okay. Được quá, anh thích đỡ vậy mừng dữ lắm anh. Anh Sinh ơi, Sinh hay quá rồi. Cảm ơn anh nhậu. Ok. Được lắm. Được lắm. Không trắng, không trắng đâu, nó không trắng, nó trắng đâu. Ở đâu? Trên lầu à? Trên lầu. Ai ai lên, ai lên cảnh với đợi chưa? Tại đã nhỏ nó kêu ở dưới. Ôi, con trai. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn quá. Trên lầu này hả? Trên lầu này nè, trên lầu á. Rồi ai lên chảnh trước thì anh lên chảnh, anh cầm bình nó chứ sao em leo lên em giỏ cái bình được. Đi con. Đây em đưa anh. Làm xin nước trước đi. Nước. Nằm khắp kê cái gối ngay bụng, oxy nó sẽ lên, đúng rồi, oxy trong máu nó sẽ lên lợi, nó lên nhanh hơn, phục hồi nhanh hơn, đúng rồi, để gối trước ngực nằm úp cái người lại, thôi mà giờ đỡ vậy đi, ảnh đang mệt để cho anh đợi, không ai muốn nhận tiền nữa, cắt tiền đi, bây giờ ha, nhà mình có đủ đồ nghề nè. Em để thêm một bình ở lại đây nữa. Dạ. Nếu mà tối á, hết bình này thì nhà có thể sẽ thay liền luôn. Chứ đợi tụi em qua hơi lâu. Rồi. Chị để em thêm bình lên đó đi. Có ở đây có. Có, em chỉ dặn cái nút này ra thôi. Dạ. Có giống như anh nãy không? Dặn ra, dặn luôn cái lời.
là ga. Rồi. Cái bình này mau hết. Tùy theo, nếu mà anh thở mạnh chỗ này chừng 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ hết rồi. Anh đang mệt đó, phải thở mạnh. Vậy lấy thêm bình ra. Nó có thai vẫn giữ nguyên cái này, cái này nó đâu có cạn luôn. Chủ à? 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 Có gì đó. Cái này mình mở mới lạnh có gì đâu à. Dạ không. Chờ. Cái này oxy nhiều quá không anh? Dặn nhỏ quá đâu. Mệt hơn hồi nãy. Dặn nhỏ lại chút xíu. Mệt thì thấu ra. Nhỏ là đúng không? Ừ, nhỏ là. Mệt vậy từ từ vậy. Đó thì giờ anh Phi sẽ lấy cái đồ đo cả nhà. Cái đồ kẹp tay á. Rồi lên đo luôn. Cứ thở oxy mà thấy con chú cũng hiểu quá. Đó. Thì chú có bệnh nền là bệnh tim. Đó mấy chú dặn gì mà tụi con nhớ nha. Có gì điện liền nha. Không chính không sao. Nhiều em. Sáu mấy 61 đúng không? Lên hơn nãy nha. 662. 113. Lên là giảm hay là sao? Oxy lên, oxy trong máu đang lên. Tụt mới sợ. À vậy là khỏe hả? Giờ đang lên. À, đang lên là khỏe không ạ? Em gỡ ra. Rồi đeo lại. Đưa nhỏ lên. Đó, không đâu. Con thức nha nha, thay phiên canh ba nha. Tốt là cho uống thuốc liền nha. 120, 68. Uống thuốc là giảm cái đó ra hả? Ừ. Rồi, không có gì sao uống trời. 68, 69. Căng cái bóng, cái đường bóng nó xịt nha. Ờ à, cái bóng đó đó. Trời lỡ nó xịt lên sau. Xuống mất trời rồi. Xuống rồi. Giúp dùm cho ảnh ổn định cái ấy nha. Sao chú biết số điện thoại bên họ thì mình BDS hỗ trợ xe. Ủa chú Thám Sang thì coi hoài hà. Ừ coi hoài à, lúc nào cũng coi vậy đó. Ổng làm thị nguyện thì mình phái vậy đó, mình coi. Đó mình thử dòm mà biết cái xe có để đó.
thì bên con hỗ trợ xưa là 0 đồng. Rồi thì đó, đó dạ. Bởi vậy nghe nói gì lúc mà cứ giám sàng đi tu cũng có coi nữa, mấy cái quay mấy cái cảnh này kia đều coi hết á. Dạ. Nhà cũng coi cũng thường lắm. Nhà liên hệ y tế đi, liên hệ y tế dạ. Phường. Liên hệ y tế phường bây giờ có trở vô bệnh viện nào được không? Bệnh viện nó đầy hết luôn nữa. Điện cho 1 năm chưa? Lên nhiều à? 1 năm mà nó bệnh viện đầy hết rồi, không có ngại. Đúng rồi hả? Giờ đâu có biết, biết điện có người đó thôi, đâu biết cái nào nữa. Mới điện hồi nãy nè. Điện hồi nãy, con điện hồi nãy số nào? Điện 2 lần rồi. Giờ nó quá tải rồi. Hello cả nhà. Thì Tài Thiên chỉ biết bấy nhiêu thì Tài Thiên làm bấy nhiêu thôi nha cả nhà. Thì giờ xuống đo lượng oxy trong máu của người ta lên rồi. Thì lên rồi, lên nếu mà lên xong rồi thì Tài Thiên đi về thôi. Còn cái bệnh nền đó thì như Tài Thiên được biết là bị suy tim cả nhà. Thì cái này để cho y tế phường người ta liên hệ với bệnh viện. Nếu liên hệ được với bệnh viện thì sẽ cho nhập viện. Còn Tài Thiên để lại 2 bình oxy đó cho người nhà. Thì người nhà sẽ tự, nếu mà hết oxy thì sẽ tự thay. Em cũng có hướng dẫn chỉ rồi. Lúc mà mới lên đo thì thấy yếu lắm. Tụt oxy trong máu bị tụt quá, Tài Thiên cũng hơi gói nha cả nhà. Mà đứng đo hồi bắt đầu có oxy lên, cái oxy trong máu nó lên lại. Rồi nên hai anh em về để nhường lại phần đó lại cho y tá phường, tại vì có y tá phường vô rồi. À, xin cả nhà hãy chia sẻ và ủng hộ. Thì nếu mà có gì sơ sót á thì cả nhà cũng đừng có ném gạch đá chửi Tài Thiên nha. Tài Thiên chỉ tài xế thôi, mình biết chút chút thôi nha cả nhà, chứ cũng không gành gì mấy nữa. Rồi con xin chào cả nhà, hẹn cả nhà một clip khác của hai anh em của Bi Edit với Tài Thiên nha.